Rồi, chào các bạn. Chào các bạn, đây là một cái máy bơm rửa xe cao áp cho công trường các bạn ạ. Loại là loại bê tông 120. Cái này người ta gọi là đầu 2120 các bạn nhé. Thế thì cái máy này của công ty 789 nó bị hỏng về bê tông các bạn. Thế thì khi mà cái này nó hỏng bê tông, hỏng phớt thì phải thay hết các bạn ạ. Đây các bạn thấy không? Tôi đã thay 3 quả bê tông này, 3 bê tông này, và thay toàn bộ phớt luôn các bạn ạ, phớt và van một chiều. Khi các bạn thay thì các bạn phải tháo hết cái này ra, các bạn thay thì các bạn phải tháo hết cái đầu này ra, đó, tháo hết cái này ra này, và chúng ta tháo hết cái mặt này ra, rút trục ra, đó, rút trục ra, và trong này nó có bê tông một tay biên đây này, đó, chúng ta rút hết ra, và tháo ra chúng ta đóng tụt một về một vế một bên này, chúng ta đóng tụt sang bên tay trái, đó. Khi đóng tụt sang thì lúc này chúng ta sẽ rút được cái trục cơ ra và thì chúng ta mới thay được cái bê tông này vào các bạn nhé. Đó, còn không là không thay được bê tông vào đâu. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta thay cái bê tông này nó mất rất nhiều thời gian, nó cần phải tháo tung hết cái đầu này ra các bạn ạ. Đó, còn về thay phớt thì chúng ta cũng phải thay tháo hết cái này ra. Chúng ta sẽ tháo hết cái này ra, chúng ta thay lần lượt trong này. Đó, thì thay phớt xong thì chúng ta thay cả van một chiều nữa. Đấy, cho nên để mà thay một cái piston ở trong cái máy này nó rất là mất thời gian các bạn nhá. Đấy, nó mất thời gian của chúng ta là tháo ra lắp rất là vướng và khó khăn. Đấy, nói chung là những thợ chuyên nghiệp thì thao tác rất là đơn giản thôi, còn những người nào không chuyên nghiệp thì làm rất là khó đấy các bạn ạ. Đó, và khi tháo ra thay xong thì chúng ta sẽ đổ dầu vào trong này các bạn nhá. Chúng ta lắp lại mặt bích ở phía sau này và chúng ta đổ dầu vào. Đổ dầu, đây là cái đường đổ dầu đây các bạn ạ. Đây là do nguyên nhân là khách để hết dầu, cho nên là nó làm cho nó bị mòn hết cả tay biên luôn các bạn ạ. Vừa phải thay cũng thay cả một tay biên các bạn nhé. Đấy,